Máy tính mini PCGM Caytec K2 được trang bị bộ xử lý di động AMD Ryzen 7 với đồ họa Radeon 7735S, gồm 8 gói và 16 luồng, tốc độ xung nhiệt lên tới 3.2G, mắc 4.75G. Bộ xử lý mạnh mẽ này có thể xử lý ngay cả những tác vụ điện toán đòi hỏi khắt khe nhất một cách dễ dàng. GPU AMD Radeon 680M với các đồ họa 12 nhân và tần số 2200MHz, mang lại hình ảnh tuyệt đẹp và hiệu năng mượt mà để chơi game, chỉnh sửa video và các ứng dụng chuyên sâu về đồ họa khác. Bạn có thể lựa chọn cấu hình phù hợp như combo RAM 16GB, SSD 512GB hoặc RAM 16GB với SSD 1TB, cung cấp không gian rộng rãi cho các tệp và ứng dụng của bạn. Được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 Pro và có Bluetooth 5.2 và Wi-Fi 6 để kết nối nhanh chóng và đáng tin cậy. Hỗ trợ đầu ra video HDMI 2.04K 60Hz và USB 3.24. Cung cấp nhiều cổng I/O để kết nối với các thiết bị bên ngoài. Sản phẩm đánh giá cao trên Ali, link mua trên website.